Dạ vâng, em Khương xin kính chào các bác nhà mình trên mọi miền của Tổ quốc đang theo dõi clip giới thiệu những chiếc xe đẹp, những chiếc xe chất lượng của em Khương có địa chỉ tại số 470 đường Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương. Dạ vâng, hôm nay thì em Khương xin dành tặng tới các bác nhà mình, những người mà yêu Lexus. Vâng, những người mà yêu Lexus và đặc biệt là yêu LS, là yêu dòng LS các bác ạ. Một siêu phẩm mà em khẳng định luôn, trên thị trường không bao giờ có chiếc thứ hai. Vâng, không bao giờ có chiếc thứ hai đâu các bác ạ. Vì chiếc xe này của em Khương nó rất là đẹp, rất là mới các bác ạ. Vâng, một cái bản rất là hiếm các bác nhé. Em Khương đang lổ máy nhưng mà thực sự với các bác là không nghe thấy một tiếng động đậy, không nghe thấy một tiếng nhúc nhích luôn, dù là một tiếng rung nhỏ nhất của máy các bác nhà mình ạ. Vâng, xin giới thiệu với các bác nhà mình, trước mắt em Khương đây là một chiếc Lexus LS600H. Vâng, một chiếc xe cực hiếm, cực ít trên thị trường các bác ạ. Vâng, con này của em Khương nó là bản xăng điện nha các bác nhé. Vâng, bản xăng điện các bác ạ. Con này đi cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, cực kỳ êm ái các bác nhà mình ạ. Chiếc xe này của em Khương sản xuất năm 2008. Lăn bánh đăng ký mua xuống đường lần đầu 2011, xin thưa với các bác nhà mình. Vâng, chiếc xe này của em Khương nó lăn bánh như vậy cũng không khác gì tương đương với những chiếc xe mà sản xuất năm 2011 đâu các bác ạ. Vâng, chắc hẳn các bác nào ở Hải Dương thì sẽ biết chiếc xe này em mua được của một anh chủ doanh nghiệp. Vâng, một anh chủ doanh nghiệp luôn các bác nhé. Con xe này thì nước sơn zin còn rất là nhiều luôn, gần như là em nghĩ là gần như là nó phải còn, nói chung là tỉa toát thì không tránh được các bác ạ. Nhưng mà cái sơn zin của xe này còn cực nhiều luôn các bác ạ. Và cái đặc biệt cái bản này nó rất là hiếm các bác nhé. Đây, các bác nhìn em nó sản xuất năm 2008 nhưng mà nhìn form dáng của em nó vẫn rất trẻ trung đúng không ạ? Vẫn rất trẻ trung, vẫn như những cái đời mới bây giờ các bác ạ. Đời mới bây giờ thì họ thương mại hóa thôi các bác ạ. Họ thay cái cản này này các bác này. Đây, còn con này của em thì các bác về cũng có thể thay cản này các bác nhé. Các bác thay mỗi cái cản này thôi là thành một cái đời 15, 16 luôn các bác ạ. Vâng, thì xe cũ em Khương vẫn chia sẻ với các bác nhà mình rồi. 1, 2, 3, 4 đời không bao giờ là quan trọng các bác nhé. Quan trọng là ở cái chất các bác ạ. Vâng, quan trọng ở cái chất. Đấy, chứ còn những cái xe mà kể cả đời 15, 16 nhưng mà đi nhiều. Đấy, con này của em là vừa rồi là đang lổ bằng điện này. Đấy, nhưng mà khi mà bình mà nó chuẩn bị là hết cái tích điện ấy, cái là bắt đầu nó sẽ lổ máy lên. Đấy, để sạc các bác ạ. Rất là hay luôn cái con bản xăng điện này này. Vâng, đó thì là chiếc xe này của em. Các bác có thể nhìn nếu mà thay cái cản thôi là nó sẽ giống đời 15, 16 các bác nhé. Còn đâu xe cũ thì 1, 2, 3 đời không bao giờ quan trọng một chút nào luôn. Quan trọng là ở cái độ chất các bác ạ. Quan trọng là chủ phải đi ít, chủ phải giữ gìn các bác ạ. Đấy, thì là cái giá trị sử dụng của các bác nó mới là còn nguyên các bác nhé. Đây, các bác nhìn xe của em Khương này, nó đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, và cái đẹp đó em Khương chỉ có miêu tả để cho các bác nhà mình cảm nhận, để các bác nhà mình đánh giá, đúng không ạ? Đấy. Đây thì nó đẹp hay không là các bác cứ nhìn này là các bác biết thôi, đúng không ạ? Mà đặc biệt thực sự các bác luôn, những bác nào mà đã đi Lexus rồi thì chắc chắn là không bao giờ, những bác mà đi Lexus rồi thì chắc chắn là sẽ biết nó cực kỳ lành các bác, nó cực kỳ lành, chứ nó không như bê mẹ. Vâng, bê mẹ thì em thấy các bác nói chung là những cái dòng mà series thấp, xe đi mẹc C rồi là mẹc E thì các bác đi đời thấp thì rất là ok. Đấy, còn đời cao thì nó hơi khó tính một chút thôi. Đấy, chi phí nó hơi nhiều. Còn đâu riêng những cái dòng Lex này thì nó lại cực lành các bác ạ. Nó ngược lại hoàn toàn các bác ạ, nó cực kỳ lành luôn. Bởi vì sao? Những chiếc xe Lexus mà đời 2008, 2009, 2010 nhưng mà giá bao giờ cũng gấp đôi xe mẹc và xe B đời cũ các bác ạ. Giá trị nó nằm ở đấy và giá trị được các bác nhà mình dùng trải nghiệm. Đấy, dùng trải nghiệm, đã rút ra kinh nghiệm rồi các bác, rút ra những cái bài học rồi các bác. Vâng, xe này của em màu trắng đã hiếm rồi các bác, nhưng cái bản này nó còn hiếm nữa cơ, vành 20 in luôn các bác nhé. Thôi bây giờ em cho các bác xem cái độ mới của nó trước đi các bác ạ. Cho các bác xem cái độ mới trước các bác nhé. Đấy, vâng, thì trước tiên các bác có thể nhìn nó đập vào mắt em đây, các bác nhìn này,
đời này đây các bác này, em đố các bác nào tìm được một chiếc xe mà cái tem này, cái tem dấu này, mà khi lúc mới mua nhé các bác nhé, lúc mới mua xe bao giờ cũng có một cái tem dấu ly lon. Đây là cái tem theo thời gian này, vẫn còn nguyên này, các bác nhìn chưa? Các bác nhìn chưa? Vẫn còn nguyên luôn nhé các bác nhé. Hai bên đều còn nguyên, là các bác biết là chủ đi giữ như thế nào rồi các bác ạ. Các bác nhìn này, hai bên vẫn còn nguyên tem dấu, các bác nhìn chưa? Phiên bản hybrid con này cực đẹp, cực mới luôn. Vâng, tiếp theo nhé các bác nhé, cho các bác xem cái cốp này. Đây, cốp con này thì cốp điện. Cho bác xem cho mình cái cốp này. Khi mà em Khương, anh trai, anh gọi đến xem chiếc xe này, thì em Khương chỉ cần nhìn qua vài đường cơ bản thôi. Em mua con này trong đúng 5 phút các bác ạ, mua trong đúng 5 phút. Đấy. Anh ấy còn ngỡ ngàng, anh bảo Khương mua xe đúng là đẳng cấp. Anh đã từng nghe nói và chú đúng là như vậy thật. Vâng, thì em cũng có bảo một câu là thực sự với anh là con xe này của anh nó quá đẹp, em không có gì phải chê cả các bác. Và em đặc biệt em mua xe không bao giờ em có tính mà gọi là chê chiếc hay là ép biết bán gì cả. Đấy. Mình mua là mình phải có cái đẳng cấp của mình. Đấy. Vì xe cũ nó chỉ có vậy thôi, đừng có chê. Đấy. Đây các bác này, sổ sách này các bác nhìn này, vẫn còn nguyên này, không thiếu một cái quyển nào các bác nhé, không thiếu một cái quyển nào từ lúc đầu luôn các bác này. Đây, các bác nhìn này, đây, còn nguyên hết luôn các bác nhé, sổ sách này, lách sạt này, còn nguyên hết này các bác nhìn này, không thiếu một cái nào luôn các bác ạ. Lách sạt LS 600H bản cao cấp nhất rồi các bác nhé, không thiếu một cái tem nào. Con này nó là model 09 rồi các bác ạ, 09 này các bác nhìn này, 2009 này. Đấy. Đăng ký lăn bánh lần đầu là 2011 các bác nhá. Không thiếu một cái tem nào. Đây em Khương vừa mua xong này, chưa có dọn dẹp ở đâu, vẫn bẩn nguyên nhá các bác nhá. Em Khương làm việc rất là thật các bác nhá. Đấy. Có thế nào thì em sẽ trình bày với các bác là như vậy. Và xin thưa với các bác nhà mình nhá. Con này nhá, lốp sơ cua chưa hạ luôn các bác nhá, lốp sơ cua này các bác nhìn này. Đét này. Vẫn 2008 này các bác nhìn này, vành sơ cua này là ràng còn nguyên luôn nhá các bác nhá. Đấy, các bác thấy chưa? Giá trị nó nằm ở con này, nó có giá trị của sưu tập nữa các bác. Bác nào mà yêu xe đẹp thì con này nó có giá trị của sưu tập nữa rồi. Các bác nhìn này, từng các chi tiết tiểu tiết nó rất là đẹp các bác nhá. Con này nó rất là đẹp luôn. Từ bên trong lòng các bác có thể nhìn thấy đây nhá. Bên trong lòng trắng tinh luôn, trắng bóp bộp luôn các bác nhá. Xe mới như thế nào thì chiếc xe này nó là vậy các bác. Sơ cua chưa hạ các bác nhá. Này các bác nhìn từ các chi tiết rất là mới luôn. Nói chung chiếc xe này, đây các bác nhìn này, em lật cái cốp cho các bác xem này. Các bác nhìn sướng chưa ạ? Có sướng không các bác? Đấy, xe cũ các bác phải mua những chiếc xe này. Các bác nhìn này, đây nó có những cái gắn niếc ở đây này. Đây, vẫn nguyên này, nhà sản xuất này các bác nhìn này. Vẫn nguyên luôn các bác ạ. Đây, gắn xuống đây này. Đó. Cực đẹp luôn các bác nhá. Các bác nhìn cốp luôn đẹp như vậy. Và chìa khóa còn một đôi nhé các bác nhé. Chìa khóa còn một chiếc là vẫn còn nguyên như từ lúc đầu luôn các bác ạ. Cốp điện này các bác này, một chìa khóa vẫn còn nguyên như từ lúc đầu, vẫn còn để nguyên như mới luôn. Đấy. Và một chìa thì em dùng đây. Đấy. Còn một chìa thì nguyên như lúc đầu, như từ lúc mới. Đó. Và Lexus. Đấy. Con này cam miếc đây rồi các bác nhé. Nói chung là con này thì nó có tính năng công nghệ thì nó miên man rồi các bác ạ. Có khi giới thiệu với các bác cả một tiếng đồng hồ không hết. Nhưng mà trong cái khuôn khổ của video thì chắc em Khương sẽ gửi tới các bác những cái chính về cái độ đẹp của em nó thôi các bác nhé. Về cái độ đẹp của xe thôi. Còn bác nào về tinh ý thì các bác sẽ hiểu thôi. Tại vì một cái xe cũ như em Khương vẫn chia sẻ với các bác nhà mình rồi, nó xem nó cũng rất là đơn giản thôi. Và đặc biệt những bác mà yêu xe thôi, các bác ấy giống em đấy, nhìn vài đường thôi là em chốt được em mua xe rồi, không phải xem nhiều các bác, xem nhiều nó hoa mắt ra, không giải quyết được cái gì cả. Đấy, đẹp tuyệt vời luôn. Và đặc biệt lách màu trắng này thì rất là hiếm luôn. Đấy, hôm vừa rồi bác em có mấy con lách LS này đấy. Đấy, nhưng mà nó là LS thường thôi các bác ạ, nó chưa phải cao cấp. Đấy, bác nào mà mua hụt thì đây chính là một chiếc xe mà cho các bác này, chính là một chiếc xe cho các bác. Thị trường em khẳng định luôn, không bao giờ có chiếc thứ hai các bác ạ. Tại vì em mua bán nhiều em biết. Vì sao mà em phải chốt mua chiếc xe nhanh là vì vậy. À vâng, cho các bác xem nhé. Đây, đến tiếp cái đèn đi ạ.
xong em sẽ giới thiệu công nghệ cho các bác sau nhé. Con này thì nó công nghệ nó miên man luôn các bác ạ. Đây các bác nhìn cái đèn của em đây. Xin thưa với các bác, cái đèn nó không khác gì một cái đèn mới luôn các bác nhé. Đây, đèn nó vẫn còn trong veo này. Và đặc biệt cái bản LS này thì đèn pha nó rất là đặc biệt này các bác này. 3 pha projector này, chứ nó không như cái bản LS thường đâu các bác. Đây có rửa kính này, vẫn bóng nhoáng này. Đèn pha cực mới luôn. Đây các bác nhìn cái đèn gầm đây, nó cũng mới như này rồi mà các bác. Đấy, các bác nhìn này, bên này cũng vậy này các bác này. Bác nào mà thích sưu tập nữa đi con này thì hết bài luôn. Trước rất là nhiều tỷ, gần cả chục tỷ bạc đây. Nhưng bây giờ thì các bác ạ, nó rẻ bằng 1 phần 10 thôi. Khi mà các bác gặp em Khương các bác nhé. Em Khương chỉ làm tí cà phê thôi, để cho bác giao lưu thôi. Đây các bác này, đèn này mới chưa? La răng này, la răng này nó là 20 in các bác ạ. Đây cho các bác xem này. La răng 20 in đi cho nên đi cực êm luôn các bác. Giờ 20 này. Và một dàn lốp này còn rất là đẹp luôn các bác nhé. Dàn lốp này còn rất là đẹp luôn, dàn lốp dày luôn. Xe cũ thì rất là quan trọng, đọc cái dàn lốp con này nó cũng phải tầm hàng chục triệu một quả đấy các bác. Lốp 20 mà các bác. Đấy, cho nên là một dàn, đọc một dàn lốp này nếu mà nó còn đẹp là các bác mua là các bác đã được hưởng lợi rồi các bác ạ. Hưởng lợi hàng 40 triệu rồi. Các bác về mà các bác thay cũng quá tội. Đây các bác nhìn này, cái xe đẹp thì các bác nhìn nó cứ rực rỡ lên, nhìn nó sướng các bác ạ. Tất cả cảm biến có hết rồi các bác này. Đây các bác nhìn này, con xe này các bác nhìn này, cửa hít này, đó, hít rất là êm các bác nhá. Đây các bác nhìn từ cái lớp sơn xe này của em này, nó mọng này, nó không bị sơn lại này. Đấy, từ những cái nhôm nó bóng lư này, các bác nhìn cửa hít tiếp này. Đấy, các bác thấy chưa? Vâng, và xe của em thì bây giờ đang chạy bằng điện nhé các bác nhá. Đang chạy bằng điện là không nghe thấy một tiếng gì luôn khi mà chạy bằng điện các bác nhá. Khi các bác ngồi trên khoang lái cũng vậy. Đặc trưng của dòng xăng điện là vậy các bác ạ. Đây, các bác nhìn này. Ui giời ơi, còn ngồi ở bên trong này thì nó đúng là ông chủ thật sự rồi các bác ạ. Chân này các bác nhìn này, sải dài miên man này. Đây em còn chưa, các bác nhìn này, màn hình điều khiển hết ở trên này này các bác này. Đấy, các bác thích thì có thể ngả lên như này nhé các bác nhé. Còn đâu là các bác xuống như này một phát. Đấy là nó ngả này. Con này mẹ S thì gọi bằng cụ luôn các bác ạ. Mẹ S thì gọi con này bằng cụ. Các bác này rèm này, em sẽ điều chỉnh rèm ở bên này này. Đây, em bật sang bên này này, sang cái ghế bên này này. Đấy, em điều chỉnh rèm bên này này. Đấy, các bác thấy chưa? Lên rèm điện luôn các bác nhá. Đó, rèm điện này. Và có sưởi ghế vào mùa đông. Sưởi ghế vào mùa đông và làm mát ghế vào mùa hè. Các bác thấy chưa? Đây, sưởi ghế vào mùa đông, mát ghế vào mùa hè, hai ghế luôn, tất cả điều chỉnh rèm điện trên này luôn. Đấy, đây các bác ơi. Đấy. Đấy, em sẽ giới thiệu từng tính năng một nhé. Các bác cứ bình tĩnh, đây em ấn vào bên này này. Ấn vào bên này này, em sẽ lên rèm bên này. Đó, các bác thấy chưa? Có ok không các bác? Có sướng không bác? Các bác nhìn này, quan trọng là các bác nhìn này. Từng các chi tiết nó như mới luôn các bác, như mới luôn. Đây các bác này, các bác cứ hình dung cái xe mới như thế nào thì con này nó phải còn đến 90 đến 95% mất các bác ạ. Đây các bác này. Ngày trước rất là nhiều tỷ đây. Các bác ơi, nhưng bây giờ chỉ có bằng 1 phần 10 thôi này các bác này. Bằng một cái con xe gọi là bằng cái con xe cỏ các bác ạ. Các bác này. Con này thì nó là bản full mà các bác. LS460 thì nó là bản full rồi, cho nên là công nghệ thì nó là cao cấp nhất của cái dòng Lexus, của cái dòng Lexus này luôn. Này các bác này, đây có đèn này, bên này cũng có cửa gió điều hòa này, cửa gió điều hòa các bác. Và con này các bác ở cái bản cao cấp nhất này thì nó có rất là nhiều loa các bác ạ. Này các bác nhìn này, đây loa này, trên chân cũng có loa này các bác này, đây cũng có loa này các bác này, đây cũng có loa này, đằng sau cũng có loa này, các bác nhìn này, loa miên man, loa quanh người luôn các bác. Con này thì nghe nhạc thì nó là tê người rồi các bác. Các bác nhìn trần này, xịn xòa chưa? Các bác nhìn này, trần này. Đấy, ở đây cũng có cả cái màn hình nữa này các bác này. Đây cũng có màn hình nữa này. Đấy, cho hàng người ngồi sau, hàng ông chủ này. Điều hòa quanh xe và tất cả các chi tiết rất là mới luôn. Em chỉ giới thiệu các bác những cái chính thôi.
Đấy, còn đâu giới thiệu dài quá các bác lại bác nào bác xem chơi bác lại bảo là miên man dài dòng. Vâng. Đây các bác này. Ở khoang này, con này thì rất là rộng rồi các bác. Rất là rộng các bác. Nói chung những cái dòng này thì nó dành cho những ông chủ rồi các bác, những ông chủ, những chủ tịch rồi các bác. Đây còn các bác có thể đấy, các bác có thể đưa ghế ra này. Đấy, em đang đưa ghế ra này, các bác nhìn chưa, để ngả nha các bác nhá. Đấy, và ngả ghế ra này, ngả xuống này các bác. Đấy, cho nên là khi mà đi xa các bác đây chân em này để rất là thoải mái các bác nhé. Đấy, con này thì nói chung là nó mang đến nhiều giá trị lắm ạ. CD này các bác này, đầu đấy bật này, làm mát ghế chân, nói chung điều khiển hết trên này các bác này, rất là nhiều tính năng, tính năng ngập trời luôn các bác. Đấy, cực hay luôn, rất là rộng rãi các bác, rộng rãi đẳng cấp. Em nói thật với các bác, chứ các bác mua con Camry mới thì thà các bác con này chưa bằng tiền một con Camry mới đâu các bác. Nhưng các bác mua chiếc xe Camry này các bác lại còn để được thừa ra tiền. Camry mới bây giờ hàng cũng 1,5 tỷ rồi các bác ạ. À đâu, con xăng điện nó cũng phải 2 tỷ chứ các bác. Đấy, con này chỉ bằng gần bằng, con này của em nó chỉ bằng lửa con xăng điện thôi các bác. Đấy, bằng lửa con xăng điện thôi. Đấy, xin lỗi các bác, em Khương nghe cái máy một chút nào. À thôi được rồi, tí em sẽ nghe sau. Em con này của em nó chỉ bằng một lửa con xăng điện thôi, nhưng mà cái giá trị của bác sử dụng thì nó khác hoàn toàn các bác ạ. Những chiếc xe sang thì các bác bước xuống cái xe nó đã khác rồi các bác, con người các bác nó đã khác rồi. Chứ nó mang đến nhiều cái lắm các bác ạ. Đẹp mê mẩn luôn các bác, đẹp mê mẩn luôn. Vâng, nội thất như mới các bác nhé, mà đặc biệt nội thất màu kem nữa thì nó là hết ý rồi các bác, nó là hết ý rồi, không có gì phải bàn cãi các bác. Đây các bác nhìn này, con này là nhớ 3 vị trí nhớ ghế này, táp ly này, các chi tiết các bác nhìn mới chưa. Đây, nút phím này là McLaren Vision rồi. Đấy, các bác nhìn này, da yếc này, keo chỉ các bác nhé. Nói chung là con này thì em Khương bán thì bao giờ cũng có cam kết cam kết có bảo hành các bác, máy móc keo chỉ zin các bác nhé, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước các bác. Đấy, đây các bác nhìn từ cái này người ta còn chưa bóc này các bác này, từ cái bệ để chân này còn chưa bóc này các bác này. Đây các bác nhìn này, con này về em Khương rửa dọn lên nữa thì nó rất là mới các bác này. Ghế này ra vào này. Đấy, ra được cả cái phần ghế này đấy. Đấy, bơm ghế, ngả ghế các kiểu các bác nhé. Các bác nhìn này, xịn xòa chưa. Đấy, chỉnh các hướng lên xuống các kiểu luôn, không thiếu một tư thế nào các bác ạ. Đây, các bác nhìn cái ghế lái này mở còn đẹp như này đây các bác này. Đây các bác nhìn, rất là nhiều tính năng và công nghệ trên con xe này, nói chung là nó là miên man rồi các bác. Vô lăng các cái này, và xin thưa các bác, vô lăng này của em là vô lăng zin nguyên bản, chưa bọc lại các bác nhé. Đấy, nó mới giá trị các bác, chứ còn bọc lại thì không tính tiền đâu các bác, bọc lại không tính tiền. Đấy, để lò start top này, phanh tay điện tử này, auto, tất cả auto này. Đấy, con này thì nó rất là mới rồi các bác. Đây các bác nhìn này, củ số này, các tính năng ở trên này đây, các bác chạy chế độ điện có này, thích chạy điện được này, chế độ hybrid này, con này chạy chế độ sport này. Đấy, thể thao này, rèm tất cả các cái này, điện này. Đây các bác nhìn này, nó mới như thế này cơ mà. Đấy, ghế này các bác nhìn này, ghế phụ là cũng vậy này. Đấy, căng đẹp mới này, táp ly đây các bác nhìn này, táp ly đây là được khâu ra rồi các bác nhé. Táp ly khâu ra, nó là LS460 cho nên à quên, nó là LS600H xăng điện cho nên là nó là cao cấp nhất rồi các bác ạ. Nó là cao cấp nhất, nó là đắt nhất các bác nhé. Đấy, nó giống như là những cái con Mercedes Maybach đấy các bác ạ. Rất mới các bác nhé, rất mới luôn. Con này thì cực mới rồi. Quá là đẹp luôn, và đặc biệt lái con này thì thôi rồi luôn.
Lái con này thì nó là siêu phê, siêu của phê rồi các bác ạ. Lái nó êm, nó nhẹ và nó sướng lắm các bác ạ. Nó đúng là nó đúng là kiểu như là không thể, không biết là phải diễn tả các bác như thế nào để cho nó đúng nhỉ. Nó đúng như là được hưởng thụ ấy các bác ạ. Đúng như là được hưởng thụ. Đấy, bác nhìn này. Trời ơi. Đẹp ngất ngây con gà tây luôn. Mà màu trắng này nữa thì đúng là hết lút các bác. Màu trắng nhìn cái xe bao giờ lỗ sang nó đẹp. Này các bác này. Tem mát này các bác này. Đây, em Khương chưa dọn dẹp này các bác nhé. Con này mà về em dọn nữa thì nó xe nó đẹp lắm. Để các bác nhìn này. Tất cả các lúc rất phím này. Con này mà bác nào mà sưu tập nữa thì thôi rồi. Nó là hết hết bài, hết lút rồi các bác ạ. Tìm làm sao được chiếc xe này thứ hai đâu ạ. Vâng. Đây các bác nhìn này. Ghế này. Các tem mác này. Vẫn còn nguyên hết này. Bên này này các bác nhìn này. Có đẹp không các bác? Rất đẹp, rất mới các bác nhá. Con này nó là hết lút rồi. Đây các bác nhìn này. Tem mác này các bác nhìn này. Này các bác nhìn này, sơn zin của nó này. Lòng trong này. Xuất sắc luôn các bác nhé. Nói chung là con này thì trên thị trường không bao giờ có chiếc thứ hai đâu các bác. Không bao giờ có chiếc thứ hai. Đó. Vâng đấy. Vừa nó lỏ lên một chút đấy thì nó sạc vào bình một cái là bắt đầu là nó lại chạy bằng chế độ điện luôn các bác. Rất là hay con xe này. Vâng. Thì vừa rồi em cũng đã giới thiệu cho các bác nhà mình rất là cho các bác nhà mình xem cái máy nữa này. Cho các bác nhà mình xem cái máy nhá. À. Cho nó sướng này các bác này. À, các bác nhìn này. Con này thì máy nó rất là đầy rồi. Đây là nó đang chạy bằng điện các bác, cho nên không có tiếng gì. Tem mác này các bác này. Rất là nhiều tem, rất là nhiều mác đúng các bác. Không thiếu một cái tem mác nào. Và tất cả là zin hết các bác nhé. Đây các bác nhìn này. Con này cái bình nó nằm đây này. Cabo này các bác này. Đây, cho các bác nhìn mình xem này. Mình thấy được cái độ mới của nó này. Trên thị trường em khẳng định luôn không có một chiếc xe nào nó mới như này luôn các bác. Đây là xe em đang bẩn nhé các bác nhé. Đấy, quay cho bác xem này, các bác nhìn này. Những cái chi tiết của nó này vẫn còn nguyên ánh này. Từng con ốc này các bác này. Từng cái vạch sơn này các bác nhìn chưa. Đấy, và từ cái bên trong này các bác nhìn. Ống nước này. Đấy. Này, cho bác xem này, cái ốc này. Các bác thấy chưa. Đấy, nó có bụi bẩn thật nhưng mà tất cả các cái ánh của nó là vẫn còn nguyên các bác nhé. Nó còn ánh sáng lên luôn. Đây các bác nhìn chưa. Các bác nhìn bên dưới kìa. Vẫn còn ánh sáng luôn các bác nhé. Đây các bác nhìn này. Đẹp xuất sắc luôn các bác nhìn này. Đấy, cái phần trên nó đẹp thì bao giờ cái phần dưới nó cũng đẹp như vậy các bác nhé. Đây các bác nhìn này. Đó. Sáng choang này. Em zoom rất là kỹ để cho các bác nhìn. Đây các bác nhìn này. Từng con ốc ở bên dưới kìa. Các bác nhìn chưa. Này. Zoom cho bác xem này. Sáng choang luôn. Từng cái đai. Từng cái đai của nó này. Các bác nhìn này. Nó vẫn còn xanh lét này. Cổ bồ cực sáng luôn các bác nhé. Đây các bác này. Nhôm miếng này. Trắng tinh luôn. Và cái con xe này nó khá là đầy. Cho nên là để mà quay cho các bác nhìn thì những con ốc bên dưới thì nhìn nó cũng rất là khó. Thì các bác có thể nhìn từ cái bên trên mà suy ra cái bên dưới các bác. Bên trên nó đẹp thì cái bên dưới nó sẽ đẹp theo các bác. Các bác nhìn từ con ốc đây. Các bác nhìn đây. Nó vẫn còn nguyên ánh cơ mà. Đây, các bác nhìn này. Vẫn còn nguyên ánh luôn. Đấy các bác nhé. Vẫn sáng bảy màu luôn.
Vâng, thì những chiếc xe như này nó giá trị nó nằm ở đây các bác ạ. Từng con ốc vẫn còn nguyên ánh luôn. Đấy, máy đang nổ nhưng mà không nghe một tiếng gì luôn các bác nhé. Đây, các bác nhìn ốc nhái này, cực sáng luôn, cực đẹp luôn các bác nhé. Vâng. Đó. Ok các bác. Vâng. Thì vừa rồi em Khương cũng quay rất là chi tiết cho các bác nhà mình tham khảo một chiếc xe Lexus LS600H, một phiên bản cực hiếm của Lexus luôn các bác ạ. Và đặc biệt nó đẹp các bác ạ. Chìa khóa zin một đôi luôn và một chìa khóa mới còn nguyên, chưa sử dụng các bác nhá. Đấy, sơ cua chưa hạ, sổ sách còn nguyên. Đấy, tem dấu cũng vậy các bác nhá. Tem dấu của nhà sản xuất đấy, em đã chỉ các bác rồi đấy, vẫn còn nguyên hai bên. Và sơn zin thì gần như là còn rất là nhiều luôn. Con này sơn zin phải còn đến 90-95% mất các bác ạ. Vâng, thì bác nào mà quan tâm đến chiếc xe Lexus LS600 này thì hãy alo cho em Khương theo số hotline 0833 119999 để được biết thêm thông tin chi tiết các bác nhà mình nhé. Vâng, xin cảm ơn các bác nhà mình đã theo dõi hết clip của em Khương. Xin chào tạm biệt các bác nhà mình ạ.